Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3181, đây chính là uy lực của tôn giả sao Đúng lúc này, trên trái đất vang lên một giọng nói cực lớn Nổ vang bên tai mọi người, cực kỳ chói tai Sau đó, một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trong bóng tối ở trên bầu trời cao Giống như thể đã bị gạt ra khỏi bóng tối Hoàn toàn nhìn thấy không rõ tình hình Chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt và dáng vẻ mờ ảo Đây là cái gì? Mọi người càng thêm hoảng sợ, có người gào lên, anh ta vừa mới nói Đường Tuấn, có phải Đường Tuấn đã phạm phải chuyện mà thần nhân đều phải phẫn nộ, nên thần linh mới đến trừng phạt chúng ta không? Vào lúc này, vẻ mặt đáng khinh của bản chất con người được phản ánh vô cùng tinh tế, đặc biệt là một số nhận xét tiêu cực về Đường Tuấn gần đây đã được lan truyền trên internet, rất nhiều người đều có ý kiến về Đường Tuấn. Phù 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 phù. Không biết có bao nhiêu người quỳ xuống đối mặt với khuôn mặt được tạo thành từ bóng tối trên bầu trời, cầu xin tha thứ, thần linh đại nhân, chúng ta không liên quan gì đến đường Tuấn cả, anh ta thực sự đáng bị giết chết, nếu người muốn trừng phạt, thì trừng phạt một mình anh ta là đủ rồi. Bên ngoài tiểu thế giới của thiên đình, đám người của đường Tuấn, Triệu Huyền đang tập trung lại một chỗ, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Cái này, không phải là tôn giả xuất thủ đó chứ. Giọng nói Triệu Huyền khẽ run, trầm giọng nói, đúng là chuyện phi khoa học mà. Tôn Nghĩa quan sát tinh hải, bàng quan mọi chuyện, làm sao có thể đưa ánh mắt nhìn đến trái đất được chứ? Đường Tuấn siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt trên bầu trời. Từ sau khi khuôn mặt này xuất hiện, tim của anh sợ hãi đến đạp nhanh không ngừng. Từ trong đáy lòng, anh không khỏi muốn bội phục đối phương, hoàn toàn cũng không nghĩ sẽ ra tay, trong lòng đường tuấn chấn động mãnh liệt, đây chính là uy lực của tôn giả sao. Trên mặt trăng, cung điện của mặt trăng xuất hiện trở lại, khuôn mặt xinh đẹp của tiên tử Nguyệt Nga đầy tức giận và không cam lòng, hình dáng của cô ta biến thành một tia ánh sáng và lao ra khỏi mặt trăng, nhưng khi cô ta cố gắng lao ra khỏi mặt trăng, thì lại bị một làn sóng vô hình trói lại, lực lượng gắt gao trói buộc cô ta, khiến cô ta không thể tiến lên được một bước nào. Cô ta không ngừng bộc phát pháp lực mạnh mẽ, cố gắng tránh thoát lực lượng khống chế đó, nhưng lại vô ích, cô ta không khỏi ngẩng đầu lên trời gào thét, tôn ghìa. Lại là tôn ghìa, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi tàn sát hết tất cả các người, những con chó tôn ghìa kia. Audio điện tử võ tấn bền Ở trên trái đất, khuôn mặt to lớn nhìn xuống hàng tỷ sinh vật trên trái đất, ánh mắt hờ hững đến cực điểm, nói trái đất, hôm nay sẽ bị diệt. Giọng nói vừa rơi xuống, bóng tối vô tận đã tiêu tán đi. Nhưng mọi người vẫn còn không kịp hết gieo hò, lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Mặc dù sức mạnh của bóng tối ở trên trái đất đã tiêu tan, nhưng nó không biến mất, mà lại ngưng tụ ở ngoài không gian, cuối cùng tạo thành một quả cầu đen có thể thích tương đương với trái đất, bóng tối dày đặc lại càng bao phủ bầu trời của trái đất. Không mà. Đường Tuấn, cậu chính là tội nhân của trái đất, bởi vì cậu mà. Chương 3182 ông dám ra tay sao? Hứa Vô Sơn đứng trong hư không, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, trên người còn toát ra một khí tức như sấm sét. Anh đã vượt qua lôi kiếp và bước vào thần quân chi cảnh. Vốn dĩ Hứa Vô Sơn cách không xa thần quân cảnh là mấy, ông ta đã thu được rất nhiều từ chuyến đi đến Táng Tinh cổ địa, sau đó Đường Tuấn lại tặng cho ông ta nước Thái Cổ để giúp ông ta hoàn thành lượng tích lũy. Những ngày gần đây Cuối cùng ông ta cũng đã thành công vượt qua Lôi Kiếp. Sau khi hứa vô sơn bước vào thần cảnh, ánh mắt ông ta nhìn Cổ Ma Hà càng ngày càng sợ hãi, trong lòng rung động mạnh mẽ nói, đây hoàn toàn không phải một con sông, mà là một bảo vật có sức mạnh to lớn. Chỉ là một bảo vật như vậy, ai có thể thúc dục nó? Ngay khi một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu ông ta, Cổ Ma Hà đột nhiên rung chuyển, nước sông cuồn cuộn, từng đợt sóng dâng lên trời cao. Khoảng không rung chuyển cổ ma hà chuyển động trực tiếp biến mất tại chỗ giờ phút này không biết có bao nhiêu người ở táng tinh cổ địa đều biến sắc cổ ma hà biến mất không nhìn thấy nữa nó đã đi nơi nào bên ngoài trái đất khi quả cầu đen tối sắp va vào trái đất thì cổ ma hà khổng lồ đột nhiên xuất hiện cổ ma hà hai người đường tuấn và triệu huyền đồng thời nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bầu trời không khỏi la lên thất thanh vậy mà cổ ma hà lại xuất hiện ở bên ngoài trái đất dưới cái nhìn chăm chú của vô số con mắt cổ ma hà giống như một con đường lớn bỗng nhiên đâm thẳng vào quả cầu đen tối bồng bồng một giọng nói trầm ấm vang lên trong khoảng không đồng thời không gian vỡ vụn tạo ra một vùng hư vô rộng lớn tôn nghỉa của cổ ma tộc ông dám ra tay sao quả cầu bóng tối bị đánh bật trở lại từ trong đó bỗng vang lên một giọng nói đầy tức giận Cổ ma hà đang chạy ào ào, một làn sóng quyền lực lan tràn ra xung quanh, một giọng nói giả nua vang lên từ trong đó, bạch hổ, cậu đã vi phạm hiệp định, bây giờ vẫn chưa đến lúc tôn giả ra tay. Chẳng lẽ muốn cậu đánh vỡ cân bằng sao? Cuối cùng đám người của Đường Tuấn cũng phát hiện ra vị tôn giả ra tay kia thực sự là bá chủ Bạch Hổ Tôn Nghĩa của Bạch Hổ Tinh Vực. Bạch Hổ Tôn giả tức giận nói, chẳng lẽ cậu lại để cho đám kiến hôi này tùy tiện tiếp tục khiêu khích uy nghiêm của tôi sao? dường như ông ta rất e rè với cổ ma hà và không ra tay tiếp nữa ngoài không gian một quả cầu bóng tối rằng co với một con sông có thể thích khổng lồ trông rất kỳ lạ giọng nói trong cổ ma hà lại vang lên lần nữa không ai khiêu khích uy nghiêm của cậu cả chỉ có thể nói là thủ hạ của cậu không bằng trời tính còn có thể trách người khác được nhưng nếu như cậu muốn làm trái với hiệp nghị ra tay với trái đất thì tôi không thể không ngăn cản cậu lại chắc có lẽ những tôn nghĩa ở thời đại khác cũng sẽ đồng ý như vậy. Quả cầu bóng tối trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng hử lạnh một tiếng, nói, được rồi. Cho đến trước khi mình ước kết thúc, tôi sẽ không ra tay nữa, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. chương 3183 tôi sẽ có tác dụng lớn. Nói xong, quả cầu bóng tối liền biến mất. Nước sông của cổ ma hà dâng trào, hóa thành một cổ ma tộc toàn thân mặc áo giáp, nhìn trái đất, Thở dài một hơi rồi biến mất không thấy nữa. Không biết gió qua bao lâu, mọi người trên trái đất đều khôi phục lại, cảm giác tim đập nhanh cũng dần dần bị biến mất. Lúc này, bọn họ chắc chắn rằng hai cường giả tối cao ở ngoài kia đã rời đi. Vô số người vui đến phát khóc, ôm đầu khóc giống. Quả thực chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà giống như ngày tận thế, khiến người khác gần như tuyệt vọng sau khi khóc giống lên và vui sướng xong có người đã nghĩ ngay đến rất nhiều vấn đề nghiêm trọng lần này may có dòng sông cổ quái kia ngăn cản đối phương nhưng lần sau thì làm sao đây hiệp nghị mà hai người nói đến kia lại là cái gì có phải là hiệp nghị vừa kết thúc thì bọn họ sẽ ra tay với trái đất lần nữa không trong đầu bọn họ hiện lên rất nhiều vấn đề cuối cùng cũng có rất nhiều người cộng minh đường tuấn mới là đầu nguồn của mọi chuyện là thủ phạm của mọi tai họa, nếu bị đuổi anh ra khỏi trái đất, có lẽ tai họa sẽ không ập đến nữa. Lần này, không có người tổ chức, rất nhiều người bắt đầu đi đến Việt Nam, càng có nhiều người đã đưa ra những nhận xét tố cáo lên trên internet. Tất cả những lời nhận xét đều chỉ có một mục đích duy nhất là yêu cầu Đường Tuấn mau rời khỏi trái đất, đừng mang lại bất hạnh và tai ương cho bọn họ nữa. Đám người của Đường Tuấn, Triệu Huyền đều chưa biết những chuyện này nhưng sau khi hai vị tôn giả cao thủ kia rời đi, bọn họ cũng đã đi ra bên ngoài. Mặc dù chỉ chạm chán với hai tôn nghĩa kia trong một thời gian ngắn, nhưng vẫn khiến trong lòng bọn họ có một sự dao động kinh hồn trong không gian bên ngoài. Kia là gì? Ánh mắt của đường Tuấn chuyển động, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một hạt trâu màu xanh lá cây bay lơ lửng trước mặt. Anh di chuyển thân hình và xuất hiện ở chỗ đó, nắm lấy hạt trâu màu xanh lá cây trên tay. Triệu Huyền cũng nhận ra hạt châu, nói, loại hạt châu này là đặc sản của cổ Ma Hà, dường như ẩn chứa sinh khí ở bên trong, nhưng biến hóa rất phiền phức, cho nên cũng không quý báu lắm. Tâm Trạng Đường Tuấn có chút kích động, ánh mắt quét tới quét lui ở bên ngoài vũ trụ, anh có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng xanh lóe lên khắp nơi. Anh nói với Triệu Huyền, vừa rồi cổ Ma Hà cùng Bạch Hổ Tôn giả va chạm, hẳn là có không ít những hạt châu này từ trong sông dung ra anh có thể hỗ trợ tôi thu thập, tôi sẽ có tác dụng lớn. Loại hạt châu màu xanh biếc này đối với những người khác không có tác dụng gì, nhưng anh có tiểu kim trong người, có thể lợi dụng lực cắn nuốt hiệu quả chuyển hóa nguyên lực. Trường 3184 thực sự là một ý tưởng ngây thơ. Vị thần quân thao túng cổ ma hà kia có lẽ không thèm để ý những hạt châu màu xanh biếc này, nhưng đối với anh mà nói nó lại là bảo vật khó có được. Xem ra cổ ma hà hẳn là một món thần binh gì đó, có thể thao túng loại thần binh này, sẽ có tu vi mạnh mẽ cỡ nào. Trong lòng đường Tuấn càng thêm giật mình, lần này hai vị tôn giả giao thủ khiến anh có rất nhiều áp lực. Địa cầu dường như càng ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng nó vẫn còn quá yếu. Huống chi ra tay chỉ là bạch hổ tôn giả, mà kẻ thù của địa cầu lại là ngự tôn giả mạnh hơn. Triệu huyền vỗ bả vai đường Tuấn, nói, lão đường, anh cũng đừng nghĩ nhiều. Cấp tôn giả tạm thời không phải chúng ta có thể địch lại. Đường Tuấn gật đầu. Khi hai người trở về Hoa Hạ, ngay lập tức Long Vương đã tìm tới cửa. Long Vương mở miệng nói, "Đường Tuấn, hiện tại lãnh đạo các chính phủ còn có một số bình luận trên mạng đều đang lên tiếng phê phán cậu. Bọn họ muốn đưa cậu ra khỏi địa cầu." Sắc mặt Triệu Huyền khó coi, anh ta cũng có thể đoán ra một số chuyện, không khỏi châm biếm cười nói, "Bọn họ cho rằng không có lão Đường tôn giả sẽ không ra tay với địa cầu sao? Thực sự là một ý tưởng ngây thơ. Đám người thiên đế, Lexus cũng có mặt, đường tuấn nhìn bọn họ, cười nói các người cũng nghĩ như vậy sao? Không dám. Mấy người vội vàng đáp, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra một ít khác thường từ trong biểu cảm của bọn họ. Ngay cả tu vi bọn họ đến bực này cũng có loại ý nghĩ này, huống chi là những người khác. Một lần tôn giả ra tay, đã làm cho đại bộ phận người trên địa cầu mất đi bình tĩnh. Triệu Huyền thấy thế, tức giận đến trong mắt lửa giận bốc lên, đám người này thật sự là đê tiện. Đường Tuấn khoát tay áo, nói yên tâm, tôi rất nhanh sẽ rời khỏi địa cầu. Đang lúc mọi người lộ ra vẻ vui mừng, Đường Tuấn tiếp tục nói, nhưng mà, các anh nên nhớ kỹ, tôi chỉ tạm thời rời đi, không phải bị các người bức bách rời đi. Lần sau nếu dùng thủ đoạn này các người nên hiểu rõ hậu quả. Lão đường, anh. Triệu huyền có chút khó hiểu. Đường Tuấn lại không giải thích nhiều, hôm đó anh đã tiến vào trạng thái bế quan. Gần 100 hạt trâu màu xanh biếc chất đống trước người, không ngừng lóe ra ánh sáng màu xanh biếc, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Đường Tuấn hơi suy nghĩ, một luồng sức mạnh cắn nuốt từ trong cơ thể anh truyền ra, đây chính là sức mạnh căn nguyên nuốt chửng mà tiểu kim đại diện. chương 3185, Khống chế ngôn luận sao rồi? Hạt châu xanh biếc phát ra một tiếng run rẩy, tiếp theo từng ánh sáng xanh lục từ trong hạt châu xanh biếc hiện ra, cuối cùng giống như từng dòng suối nhỏ, hội nhập vào trong cơ thể Đường Tuấn. Thế giới nhỏ của Đường Tuấn bây giờ đã mở rộng đến trăm cây em lớn nhỏ, có thể so với thế giới nhỏ của Thần Quân cảnh hậu kỳ. Phải biết rằng hiện giờ Triệu Huyền sắp bước vào cảnh giới Thần Quân trung kỳ, nhưng mà thế giới nhỏ cũng mới mở rộng xung quanh là 20 cây em lớn nhỏ hai người chênh lệch gấp hai mươi mấy lần. Lúc này trong thế giới nhỏ hoang vu và vắng lặng của Đường Tuấn, gần trăm ánh sáng xanh lục giống như thiên thạch rơi xuống, kéo cái đuôi màu xanh biếc từ trên cao rơi xuống, cuối cùng cùng thế giới nhỏ hòa làm một thể. Mỗi một ánh sáng xanh tụ hợp vào, Đường Tuấn đều cảm giác được thế giới nhỏ nhảy lên một chút, thật giống như tim đập. Đây là điểm báo sắp ngưng luyện ấn ký sinh mệnh. Nhưng khi một ánh sáng màu xanh cuối cùng chảy vào thế giới nhỏ một lần nữa trở về sự im lặng. Bên ngoài, đường Tuấn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Gần trăm viên châu màu xanh biết hội tụ thành nguyên lực sinh mệnh, tuy rằng nồng độ năng lượng mỗi viên không giống nhau, nhưng cộng lại đều gần sánh bằng 10 vạn năm tuổi thọ, nhưng cuối cùng vẫn không thể để cho thế giới nhỏ ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh. Cuối cùng anh cũng hiểu được lời của Chu Tước Thần Quân. Anh tích lũy quá mạnh mẽ, nguyên lực sinh mệnh anh cần tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nguyên lực sinh mệnh khổng lồ như vậy, đổi thành tu sĩ bình thường, đã sớm thành công bước vào cảnh giới thần quân rồi. Những hạt châu màu xanh biếc kia sau khi bị cắn nuốt, toàn bộ nghiền nát, hóa thành đá màu xám trắng. Đường Tuấn nhìn tảng đá đầy đất, cuối cùng thở dài một tiếng, thấp giọng nói, xem ra chỉ có thể đi hóa long địa thử một chút. Chu Tước Thần Quân từng nói cho anh biết, hóa long địa của long tộc rất nguy hiểm, Vốn dĩ Chu Tước Thần Quân sẽ tự mình đưa anh đi, nhưng hiện giờ Chu Tước Thần Quân có việc phải xử lý, chỉ có thể chính anh tự đi tới. Nếu như không phải không có cách nào, anh thật sự không muốn đi tới Hóa Long Biện, dù sao Long tộc cũng không phải là chủng tộc ôn hòa gì. Sau khi anh kết thúc bế quan, Triệu Huyền khiếp sợ nhìn Đường Tuấn, nói: "Lão Đường, anh uống thuốc đại bổ gì, làm sao tôi có thể cảm thấy nồng độ nguyên lực sinh mệnh trên người anh lại cao đến dọa người vậy?" nếu như đem anh luyện thành đan dược, nói không chừng có thể để cho tôi lại đột phá một tầng cảnh giới. Đường Tuấn nghe xong, một quyền đánh lên người Triệu Huyền. Tên này nghiện cọ sát, lại dám đánh chủ ý cả lên người mình. Triệu Huyền làm trạng thái bị thương, nói thầm, tôi chỉ nói thôi mà, tôi cũng không ngốc, tôi muốn trở thành tôn giả còn phải dựa vào anh. Đường Tuấn không nói gì, Triệu Huyền hoàn toàn sụp đổ. Hôm đó, Đám người Hoàng Phủ Nguyệt nghe tin chạy tới, tụ tập bên cạnh đường Tuấn. Đường Tuấn hỏi, khống chế ngôn luận sao rồi? Mấy người Hoàng Phủ Nguyệt dồn dập lắc đầu, sau khi trải qua chuyện Bạch Hổ Tôn giả tới như vậy, dân bản địa địa cầu mất đi lòng tin đối với Đường Tuấn rất nghiêm trọng, lời nói hoàn toàn không khống chế được. Dù sao lực uy hiếp của Bạch Hổ Tôn giả là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Chương 3186, Tinh vực Thanh Long. Khuôn mặt Hoàng Phủ Nguyệt hơi lạnh Nói, kỳ thật anh có thể không cần rời đi, quản bọn họ làm gì chứ? Đường Tuấn khẽ lắc đầu, nói tôi không phải rời đi vì bọn họ, mà là tôi không thể không rời đi. Các người cũng thấy được kẻ địch lần này bày ra thực lực thế nào, tôi phải mau chóng tăng tăng thực lực lên. Trong lòng mọi người trầm xuống, bọn họ cũng không nói nữa. Loại cảnh tượng gần như tận thế này, không ai muốn trải qua lần thứ hai. Cuối cùng Đường Tuấn mang theo con thú nhỏ A Bảo rời đi, mà Triệu Huyền thì ở lại địa cầu, một mặt trợ giúp chấn thủ địa cầu, mặt khác anh ta hỗ trợ huấn luyện 300 quân sĩ phá quân doanh. Mặc dù đại bộ phận người trên địa cầu biết chuyện trước đây rất nhiều cường giả vô địch cấp số ngã xuống, nhưng bọn họ cũng không rõ có phải là do phá quân doanh gây ra không, càng không biết hiện giờ Đường Tuấn mới là người có tư cách quyết định địa cầu đi về phía trước, bằng không không biết họ nên cảm nghĩ như thế nào. Chúng ta sẽ đi đâu? sau khi rời khỏi địa cầu, con thú nhỏ A bảo hỏi. Tinh vực thanh long. Đường Tuấn nhẹ giọng nói. Hai người cũng không có dựa vào thân thể vượt qua hư không, mà là khống chế một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ. Chiếc phi thuyền này cũng là một trong những bộ siêu tập chân quý của thế lực phương Tây, sau khi dùng nguyên thạch thôi phát, có thể xuyên qua hư không mà không bị gián đoạn, tuy rằng tốc độ không nhanh bằng đại na di thần thông, nhưng cũng nhanh hơn nhiều so với người tu hành dịch chuyển nhanh. Trung U ân Ngân Hà gồm tinh vực ngũ đại, tinh vực thanh long gần với tinh vực kỳ lân và sức mạnh tổng hợp là vô cùng mạnh mẽ. Là một trong những chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, long tộc coi tinh vực thanh long là thánh địa, thanh long tôn giả là một trong sáu đại tôn giả đã bảo vệ tinh vực rộng lớn này. Địa cầu cách tinh vực thanh long vô cùng xa xôi, cho dù có phi thuyền của tộc cơ giới ở đây, đường tuấn muốn đến tinh vực thanh long cũng rất xa. Nhưng mà sau khi anh gặp qua Nguyệt Nga tiên tử, thì đã giải quyết được vấn đề này. Nguyệt Nga tiên tử Ôn Nhu nói, năm đó quan hệ giữa Long tộc cùng Địa Cầu cũng tạm được, trên mặt trăng còn lưu lại một chỗ tọa độ tinh vực Thanh Long, tôi có thể lợi dụng đại na di thần thông đưa các người đến đó. Vẻ mặt cô ta rất bình tĩnh, hoàn toàn không thể nhìn thấy cử chỉ điên cuồng mà cô ấy sử dụng để giải thoát khỏi trói buộc của mặt trăng cách đây không lâu. Cô ta dừng lại và tiếp tục nói, có điều thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi không biết liệu họ có thân thiện như năm đó hay không. Anh có thể đi, nhưng hãy cẩn thận. Tính cách long tộc cao ngạo, tuy rằng một ít cường giả thế hệ trước sẽ không giống như bạch hổ kia vô sỉ tự mình ra tay, nhưng tranh đấu giữa thế hệ trẻ lại là chuyện rất bình thường. Hóa long địa có ý nghĩa phi phàm đối với long tộc, mặc dù long tộc đã đồng ý, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho anh đạt được. Đường Tuấn âm thầm gật đầu, anh ghi nhớ những chuyện này. Cuối cùng, Nguyệt Nga tiên tử tự mình ra tay, vận dụng pháp lực vô thượng, đưa đường tuấn cùng con thú nhỏ A Bảo rời đi. chương 3187, hai vị lĩnh ngộ thuấn di bán bộ thần quân. Tinh vực thanh long do vô số giới cùng vực tạo thành, nếu như sử dụng thiên nhãn thần thông, nhìn xuống tinh vực thanh long là có thể nhìn thấy những giới cùng vực này cuối cùng tạo thành một dáng vẻ con thần long. Ở trong thiên ngoại tinh vực thanh long, đường tuấn cùng con thú nhỏ A Bảo đột ngột xuất hiện. Xuất hiện trước mắt đường Tuấn chính là tình cảnh như vậy, từ xa đã có thể cảm nhận được long khí nồng đậm cùng uy nghiêm dành riêng cho long tộc. Con thú nhỏ A bảo đứng ở bên chân đường Tuấn, nó không kìm lòng nổi mà lui về phía sau một chút. Đường Tuấn cười nói, con chó nhỏ như cậu cũng sợ rồng sao. Long tộc, có thể nói áp đảo tất cả yêu tộc, từ nguồn gốc huyết mạch đã có thiên phú chân áp các yêu tộc khác. A bảo nghe vậy, trên mặt chó nhe răng trợn mắt, nó hừ lạnh một tiếng, rồi ngẩng đầu, làm ra bộ dáng cao ngạo, nói, khuyển ra tôi ngay cả thái cổ đại yêu cũng không sợ, còn sợ long tộc. Tôi chỉ là cảm thấy trong phiến tinh vực này giống như đang cất giấu pháp lực thông thiên của một vị nhân vật lớn, nên cảm nhận được từng đợt tim đập thình thịch. Tên nhóc như anh có tu vi thấp, không cảm nhận được cũng là bình thường. Nói xong lời cuối cùng, nó còn khinh bỉ đường Tuấn một phen. Đường Tuấn nghe xong, anh nhìn về phía tinh vực Thanh Long, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đồng thời thúc giục hai loại căn nguyên chi lực. Trong trạng thái này, nhận thức của anh đã tăng lên hàng chục lần. Vào lúc cảm giác của mình tăng lên, Đường Tuấn cũng cảm nhận được một đạo khí thế đáng sợ bao phủ trên người mình, dường như chỉ cần chủ nhân của đạo khí thế này suy nghĩ một chút, thì anh sẽ tan thành mây khói trong tích tắc. Hô hấp không tới, sau lưng Đường Tuấn đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, anh vội vàng thu hồi cảm giác. A à, Bảo nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn, cười khẩy cười nói, thế nào, khuyển ra không lừa gạt cậu chứ. Đường Tuấn vẫn còn sợ hãi trong lòng, vừa nghĩ đến là sợ hãi, vừa rồi anh bắt được khí thế quá đáng sợ, tuyệt đối không thua kém bạch hổ tôn giả ngày đó dáng lâm xuống địa cầu. Chẳng lẽ chủ nhân của khí thế vừa rồi là thanh long tôn giả sao? Trong đầu đường Tuấn không khỏi hiện lên một ý niệm như vậy. Nhưng ngay sau đó, trong lòng anh lại xuất hiện thêm nhiều nghi ngờ. Dựa theo lời Nguyệt Nga tiên tử nói, còn có một số chuyện Chu Tước thần quân nói cho anh biết, hiện giờ ở trong thiên địa, người tu hành cấp bậc tôn giả không thể tùy ý ra tay. Trung ương Ngân Hà có sáu đại tôn giả, đã mấy vạn năm không có ra mặt, nghe nói là bọn họ đang bế quan ở một địa giới đặc thù. Sau khi cố gắng nghĩ nhưng cũng không có kết quả, Đường Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, hiện tại cấp tôn giả còn chưa phải là điều anh có thể phỏng đoán. A à, bảo hỏi, vậy chúng ta đi đâu bây giờ? Trong tay Đường Tuấn cầm một viên long hình phù ấn, giờ phút này phù ấn này đang lóe ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, anh nói, chờ xem. Đây là thứ Ngao Nguyên đồng ý cho anh một. Chương 3188, câu, anh nói ai là chó. Hai người tu hành kia đều cầm cự kiếm trong tay, mặt không chút thay đổi đi tới trước mặt Đường Tuấn, nói, bác sĩ Đường, mời đi theo chúng tôi, Ngao Nguyên đại nhân đang chờ anh. Nói xong, một luồng pháp lực bao phủ đường Tuấn cùng A Bảo, tiếp theo trong không gian có một trận chấn động, sau đó ba người một thú đã biến mất tại chỗ. Ba người một thú xuất hiện trước mặt một tòa thành hùng, thành trì cao tới mấy trăm mét, hai bên trái phải đều không nhìn thấy điểm cuối, một luồng huyết sát chi khí minh mông từ trên tường thành tản mát ra. Ba người một thú đang đứng ở cửa thành trì, bọn họ vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người đi đường là hai vị long vệ hoàng kim đại nhân. Bọn họ dường như là phụng lệnh ngao nguyên đại nhân đi nghinh đón khách, người nào có thể để cho hai vị long vệ hoàng kim tự mình nghinh đón vậy. Khi tầm mắt mọi người dừng trên mặt đường Tuấn, người xung quanh nhất thời im lặng. Đối với đường Tuấn nắm giữ hai loại y thuật nghịch thiên cấp, bọn họ cũng không xa lạ, dù sao cách đây không lâu ngao nguyên cũng tham dự vào trong đó, ý đổ lấy được hai loại y thuật. Một lát trầm mặc qua đi, có người đã cười lạnh, lại dám một mình đi tới định long giới, người này thật sự là điên rồi. Y thuật của anh ta không tệ, nhưng cảnh giới cũng không dám khen ngợi, chỉ có đỉnh phong của động hư cảnh. Long tộc tùy tiện tới tìm một vị đại nhân, chỉ sợ cũng có thể bắt được anh ta. Đối với lời nói của người đi đường xung quanh, hai lòng vệ hoàng kim giống như không nghe thấy, bọn họ mang theo một người một thú đi vào trong thành, đồng thời dặn dò, nơi này là định long giới, một trong những biên giới trung tâm của Long Tộc, các người đi tới nơi này, sẽ phải tuân thủ quy củ, nếu không cũng sẽ bị trừng phạt, có nghe thấy không? Ngữ khí nói chuyện của hai Long vệ Hoàng Kim rất lãnh khốc, giống như là phát ra mệnh lệnh, con thú nhỏ nghe được thì rất khó chịu, bĩu môi nói quy củ gì? Nếu không tuân thủ sẽ bị thế nào? Một Long vệ Hoàng Kim hung hăng nhướng mày, lạnh như băng nhìn con thú nhỏ, sau đó nói với Đường Tuấn, bác sĩ Đường, quản lý tốt chó cưng của anh có lẽ một số người sẽ không so đo với chó nhưng anh là chủ sở hữu chó phải chịu trách nhiệm go anh nói ai là chó a bảo tức giận đến dậm chân lòng vệ hoàng kim này kéo đến 2 năm 8 vạn nếu không phải cố kỵ khí thế cảm nhận được lúc trước nó đã sớm mở miệng ra ăn hết đối phương được rồi a bảo đường tuấn ngăn cản con thú nhỏ anh nhìn hai lòng vệ hoàng kim lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút anh mới đến theo lý thuyết cũng coi như khách, tuy rằng không đến mức được hoan nghênh, nhưng cũng không đến nỗi đối xử như vậy chứ. Hai long vệ hoàng kim hờ hướng dẫn đường phía trước, bọn họ hoàn toàn không có ý muốn giải thích cho đường Tuấn. chương 3189, vậy phải đợi bao lâu? Hai long vệ hoàng kim mang theo đường Tuấn cùng con thú nhỏ đi tới một tòa biệt thự, tiến vào đại sảnh trong biệt thự, có thể nhìn thấy Ngao Nguyên đang ngồi trên một cái ghế. Một long vệ cũng mặc áo giáp hoàng kim đang đứng bên cạnh ông ta, Hơi khom lưng, Ngao Nguyên đang thấp giọng dặn dò một số chuyện. Lúc Đường Tuấn tiến vào, Ngao Nguyên dường như cũng dặn dò xong, Long vệ Hoàng Kim kia nhìn Đường Tuấn một cái, cuối cùng cùng hai Long vệ Hoàng Kim khác ra khỏi đại sảnh. Ngao Nguyên chỉ vào một cái ghế dựa, nhẹ giọng nói, "Ngồi đi." Đường Tuấn ngồi xuống, anh kỳ quái nhìn bố trí trong phòng. Lúc anh tiến vào cũng có chút tò mò phong cách trang trí của tòa biệt thự này, rất giống cổ Hoa Hạ. Tòa đại sảnh này cũng như thế, vừa tiến vào rất dễ làm cho người ta lầm tưởng đi tới cổ hoa hạ. Ngao Nguyên giải thích, cậu không cần kinh ngạc, rất nhiều kiến trúc của Long tộc đều rất giống địa cầu, đặc biệt là hoa hạ. Năm đó bộ tộc chúng tôi có tình bạn qua lại cùng địa cầu, nên văn hóa truyền bá lẫn nhau cũng rất bình thường. Trong lòng đường Tuấn mới thoải mái. Ngao Nguyên không có tính toán hàn huyên, nên trực tiếp hỏi, lần này cậu tới, hẳn là muốn tiến vào hóa Long địa đi. Đường Tuấn nói, ừm. Tu vi của tôi đã tới bình cảnh. Ngao Nguyên quan sát Đường Tuấn, cười nói, không sai. Trong thời gian ngắn như vậy đã đạt tới đỉnh phong của động hư cảnh, nguyên lực sinh mệnh của thế giới nhỏ cũng rất mạnh, nếu như tiến vào hóa long địa có xác suất rất lớn có thể đột phá thêm một tầng cảnh giới. Ông ta bỗng nhiên lộ ra vẻ cười khổ, nói, nhưng mà cậu tới cũng không phải đúng lúc, Khoảng thời gian trước mấy vị trưởng lão phụ trách mở Hóa Long Địa bởi vì có việc nên đều đã rời khỏi Long tộc. Dựa vào một mình tôi cũng không có biện pháp mở ra Hóa Long Địa. Đường Tuấn nhướng mày, nói: "Vậy phải đợi bao lâu?" Ngao Nguyên nói: "10 ngày. Tôi đã thông báo cho họ rằng họ có thể trở lại muộn nhất là 10 ngày." Đường Tuấn nói: "Được." Ngao Nguyên nói: "Vậy 10 ngày này, trước tiên anh hãy ở lại trong Định Long Giới đi." trên mặt ông ta bỗng nhiên lộ ra ý cười nói bác sĩ đường chịu ảnh hưởng của long tộc tôi những người tu hành định long giới cũng có chút hiếu chiến nếu như trong thời gian này họ làm phiền đến cậu vậy xin cậu bỏ qua cho đường tuấn cười nói không sao mười ngày nay tôi vừa vặn muốn dốc lòng nghiên cứu y thuật hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cũng không có thời gian để ý tới bọn họ ý cười trên mặt ngao nguyên cứng đờ trong mắt hiện lên một vẻ bất ngờ nhưng ông ta chợt chương 3190 anh ta có thể thật sự giữ được bình tĩnh hay không? Ngao Nguyên hít mắt, làm cho người ta có một loại cảm giác gian trá, nói, rất tốt. Tôi ngược lại muốn nhìn xem đối mặt với đông đảo người tu hành khiêu khích, anh ta có thể thật sự giữ được bình tĩnh hay không? Chỉ cần anh ta thua, danh ngạch hóa lòng địa anh ta sẽ không giữ được. Giờ phút này, đường Tuấn cùng con thú nhỏ ra khỏi biệt thự, bọn họ đi trên đường phố, con thú nhỏ hừ nói, tên nhóc như cậu thật dễ lừa gạt, ông già kia vừa nhìn là đã biết đang lừa cậu, người phụ trách gì ra ngoài chứ, cần phải đợi 10 ngày, hoàn toàn là chó má. Bọn họ phỏng chừng chính là không muốn để cho cậu tiến vào hóa long địa. Đường Tuấn lắc đầu, nói, vậy thì sao, không có ý nghĩa gì. Chỉ cần 10 ngày trôi qua, là tôi có thể tiến vào hóa long địa. Ngao Nguyên sắp xếp chỗ ở tạm thời cho đường Tuấn và con thú nhỏ, là một chỗ hang động nhỏ. Buổi sáng bọn họ đi tới Định Long giới, buổi trưa vừa mới vào hang động nhỏ không lâu, đã có người đến thăm. Chỉ có điều, những người đến thăm không thân thiện. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp hoàng kim, dung mạo anh ta anh tuấn, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ kiêu căng. Anh ta đứng ở ngoài hang động nhỏ, hô to, "Đường Tuấn, tôi là cổ hạo của Long vệ hoàng kim, tôi đến khiêu chiến với anh, nếu như tôi thắng, anh phải giao danh ngạch hóa Long Địa cho tôi, anh có dám ứng chiến hay không? Một tiếng hô to này lập tức hấp dẫn không ít người đi đường đến vây xem. Là Cổ Hạo, anh ta chính là một vị xuất sắc nhất trong Long Vệ Hoàng Kim mấy năm nay, trong Long Vệ Hoàng Kim, nghe nói ngoại trừ vị thống lĩnh đạt tới cảnh giới thần quân kia, không ai là đối thủ của anh ta. Anh ta đã đạt tới cảnh giới bán bộ thần quân, Ngao Nguyên đại nhân đều nói qua vài năm nữa nhất định có thể tu thành thần quân anh ta không phải long tộc, cho nên không chiếm được cơ hội tiến vào hóa long địa. Lần này nếu như anh ta có thể giành được danh ngạch từ trong tay đường tuấn tiến vào hóa long địa, nói vậy có thể một phi ngút trời, trực tiếp phá cảnh. Chỉ là không biết thực lực của anh ta so với đường tuấn thế nào. Vậy còn cần phải nói, nhất định là cổ hạo tương đối lợi hại. Tôi là lo đường tuấn không dám ứng chiến, đến lúc đó cổ hạo có thực lực nhưng lại không phát huy được. Mọi người dừng chân, ở bốn phía thấp giọng nghị luận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 3190.